máy bay địch cách Hà Nội 70 km. Đồng bào chú ý, máy bay địch cách Hà Nội 50 km. Chìm đắm dưới gót giày quân xâm lược, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời như bình minh xóa tan đêm tối. Đảng đã chèo lái con thuyền cách mạng, lãnh đạo các tầng lớp nhân dân chiến đấu để giành lại độc lập tự do cho dân tộc. Toàn dân Việt Nam đứng đưa lên góp sức một ngày, để đem sương máu quyết lòng chiến theo cho tương lai. 19 tháng 8 khi quân dân căm hận kêu thét, tiến lên cùng hô mau diệt tan hết quân thù chung. 19 tháng 8 anh sao tự do đến tới, cờ bay nơi nơi muôn ánh sao vàng, mau pha tươi hồng Việt Nam cùng bay khắp chốn gian sơ. Người Việt Nam đều thống nhất gieo vang lời thề. 19 tháng 8 chưa quên là ngày khởi nghĩa, hạnh phúc sáng tỏ non sông Việt Nam. Lời ru đất nước hôm nay chúng tôi đưa hết lên. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
sinh ra tự hào biết mơ.